À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2024, đã có thông tin tuyển sinh chính thức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Với cái thông tin mới nhất này thì mình sẽ làm một cái video ngắn để giới thiệu tổng quan về trường chuyên và cái hình thức tuyển sinh của năm 2024, năm 2025 cụ thể như sau. Các bạn cùng theo dõi nhé. Đầu tiên thì về nội dung tuyển sinh, phương án tuyển sinh của lớp 10 chuyên trường Trung học phổ thông chuyên được quy định trong cái thông báo số 125 vào ngày 5 tháng 4 2024, và hôm nay được chính thức được công bố rộng rãi. Phương án tuyển sinh thì nhà trường tuyển các cái lớp chuyên như chuyên toán, chuyên tin, chuyên lý, vật lý, chuyên hóa học, chuyên sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tiếng Trung. Trong đó có quy định những các cái môn học theo tổ hợp ở các bộ môn theo cái chương trình phổ thông 2018. Trong đó chuyên toán học các bộ môn toán chuyên, và ngoài các môn bắt buộc như toán, văn, anh, sử, giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh, giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm, thì bao gồm có các cái bộ môn như ở trên bảng thông tin bên cạnh. Ở bộ môn tin thì có cụm chuyên đề, có lớp chuyên tin được học ở cụm môn tin. Rồi ở các bộ môn khác có được học lớp môn tin, bao gồm có chuyên toán, chuyên tin, chuyên lý, là được học thêm môn tin ở trong chương trình có tổ hợp này. Đây là môn học nếu các bạn thi đỗ trường chuyên nhé. Điều kiện dự thi thì các bạn học sinh phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên. Như vậy thì các em nào mà có học lực từ khá trở lên thì các bạn hãy mạnh dạn đăng ký nộp hồ sơ thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nhé. Địa bàn tuyển sinh là toàn bộ là trên toàn tỉnh Yên Bái. Về phương thức thi tuyển thì học sinh sẽ dự thi 3 môn toán, văn, anh, đại trà cùng với cái đề thi của các cái trường tuyển sinh vào trường phổ thông công lập trong toàn tỉnh. Ngoài ra thì thí sinh thi thêm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đấy. Ở lớp tiếng Trung thì thi bài thi môn chuyên là môn tiếng Anh. Ở lớp chuyên tin thì các bạn thi bài môn chuyên bao gồm có hai thành phần là kiến thức môn toán và kiến thức môn tin. Đấy, và đã được công bố trong cái công văn hướng dẫn tuyển sinh trước đây. Về nhà trường tỉnh thì cũng không thực hiện nhà trường cũng không thực hiện tuyển thẳng học sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên thông qua các hình thức mà bắt buộc phải thi tuyển đầu vào, bao gồm có 3 môn toán, văn, anh, đại trà và môn chuyên. Về đăng ký dự thi thì mỗi thí sinh được đăng ký dự thi không quá 2 lớp chuyên, và không đỗ được nguyện vọng thứ nhất thì sẽ được sang nguyện vọng thứ hai. Như vậy thì thí sinh khi xét tuyển vào một lớp nào đó thì các bạn sẽ mang nguyện vọng một của mình sẽ thi đấu với các bạn khác để chọn ra 35 bạn, có thường mỗi lớp sẽ có 35 bạn, không quá 35 bạn sẽ đỗ vào cái lớp nguyện vọng 1. Còn nếu không đỗ nguyện vọng 1 thì các bạn sẽ để điểm của các bạn mà đăng ký vào nguyện vọng của lớp khác, và các bạn có thi vào môn chuyên khác thì sẽ lấy cái nguyện vọng 2 đấy sẽ để xét ra sang môn chuyên khác. Lưu ý để xét nguyện vọng sang môn chuyên khác thì các bạn phải tham dự một bài thi môn chuyên khác nhé, chứ không thể lấy điểm từ môn này xét sang môn kia. Ví dụ các bạn thi chuyên văn nhưng không thể nguyện vọng 2 sang chuyên Anh nếu không đăng ký bài thi chuyên Anh. Muốn nguyện vọng 2 vào chuyên Anh thì các bạn phải nhớ đăng ký thi cả bài thi nguyện vọng 2 chuyên Anh, và cái điểm bài thi chuyên Anh đó mới là điểm để xét thi tuyển vào lớp chuyên Anh cùng với 3 môn toán, văn, anh. Đấy. Nếu không, và đặc biệt hơn nữa thì hiện nay thì có rất nhiều các cái thông tin bên lề và không chính xác, thì bây giờ ta cũng nhà trường cũng thông báo ra là khi thí sinh mà không đỗ trường chuyên thì thí sinh có thể mang điểm thi của mình 3 môn toán, văn, anh để dự đăng ký xét tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập. Nhớ các thầy cô và các em học sinh lưu ý nhé, 2 trường công lập, tức là các bạn có thi vào chuyên hay không thi vào chuyên thì các bạn luôn đảm bảo có 2 cái nguyện vọng thi vào trường công lập. Ví dụ như các bạn thi vào trường nội trú và trường Nguyễn Huệ, hoặc là các bạn thi vào trường nội trú và trường Hoàng Văn Thụ, thì 2 nguyện vọng đó của các bạn vẫn xét độc lập so với nguyện vọng thi vào chuyên. Không có chuyện là các bạn thi vào nội trú, thi vào Nguyễn Huệ hay thi vào một trường phổ thông nào khác mà hồ sơ của các bạn nộp vào chuyên là không được xét về đấy, là không phải nhé. Sau khi xét kết quả thi trường chuyên xong thì điểm của các bạn, nếu không may mắn đỗ vào được trường chuyên thì điểm của các bạn được xét ngang bằng với các bạn thi nguyện vọng 1 của các cái trường phổ thông công lập trên toàn tỉnh.
Đây là các bạn và các bậc phụ huynh quan sát chỗ này. Tức là cái việc thi đỗ thi vào chuyên là một câu chuyện là được xét độc lập, còn sau đó thí sinh vẫn đảm bảo hai nguyện vọng giống như thí sinh thi trường học phổ thông bình thường. Vậy thì các bạn học sinh có năng lực tốt thì các bạn cứ mạnh dạn đăng ký, đằng nào mình cứ vào cấp 3 mà. Và nếu mình có đủ năng lực xuất sắc thì mình sẽ vào được trường chuyên. Cố gắng lên. Tiếp đến thì đặc biệt là các cái bạn mà học sinh ở hệ thống các trường nội trú thì thấy có năng lực, nhiều bạn rất xuất sắc và chưa mạnh dạn đăng ký thi chuyên thì các em hãy cố gắng mạnh dạn đăng ký thi chuyên. Tiếp đến thì về hồ sơ dự tuyển thì năm nay, thực hiện được cái công việc chuyển đổi số thì thực hiện quy định được ban hành thì hồ sơ dự tuyển được đăng ký ở trên mẫu đơn ở trên trang chuyên yên bài.edu.vn, đây là trang web của nhà trường. Hoặc là nếu các phụ huynh có thể đến trực tiếp ở bộ phận làm tuyển sinh trung học phổ thông của nhà trường để nhận đơn trực tiếp tại trường, hoặc là lấy cái bản mềm mẫu đơn ở trên trang web và thực hiện tải về và in, tự in và tự điền thông tin. Các cái thông tin khó khăn mà cần hỗ trợ thì đến hôm nộp hồ sơ các thầy cô có thể mang đến nhờ các vị phụ huynh và các em có thể nhờ bên ban tuyển sinh hỗ trợ để điền thông tin. Về hồ sơ thì có căn cước công dân, bản photo, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, học bạ trung học cơ sở bản chính, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp tạm thời, giấy xác nhận thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên nếu có, và hai ảnh 4x6 kiểu chụp ảnh chứng minh nhân thư, phía bên sau ảnh nhớ ghi rõ họ tên và thí sinh, vì hàng năm số lượng thí sinh học sinh đăng ký đông và các thầy cô không biết hết được các em học sinh, nên ảnh nếu không ghi họ tên đằng sau và ngày sinh thì rất dễ bị lạc sang với các bạn khác. Tất nhiên ban tuyển sinh sẽ kiểm soát được cái việc này, nhưng các bạn khi đi nộp hồ sơ thì ta điền sẵn thông tin vào bên trong. Thao tác làm hồ sơ ở nhà trường thì làm việc rất chuyên nghiệp và nhanh chóng nên các em và các bậc phụ huynh hoàn toàn yên tâm. Về nhà, thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 5 là ta có 6 ngày để các thí sinh nộp hồ sơ. Vậy thì ngay từ lúc này đã có trên màn hình là địa chỉ mã QR hoặc là có địa chỉ đường link vào cái form để đăng ký, thì xin mời các thí sinh đăng ký thông tin thông qua hình thức vào form đăng ký trực tuyến hoặc là nộp hồ sơ trực tiếp. Đấy. Và từ ngày 21 đến ngày 26 thì các thí sinh đã đăng ký trực tuyến hoặc là nộp hồ sơ thì các thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh đến hết ngày 26 tháng 5. Tất nhiên thì chắc là ta làm xong một cái là xong luôn thôi. Rồi về lịch dự thi thì ngày mùng 1 tháng 6 vào chiều ngày mùng 1 tháng 6, tức là hôm nay là ngày 27 tháng 4, ta còn 1 tháng 4 ngày nữa, tức là 34 ngày nữa, thì các bạn sẽ tập trung tại là phòng thi làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi. Cái lịch thi cụ thể vào ngày mùng 2 tháng 6 buổi sáng thi văn, buổi chiều thi tiếng Anh, và buổi ngày sáng ngày mùng 3 tháng 6 thì buổi sáng thi toán. Thời gian thi bài môn ngữ văn là vẫn giữ nguyên 120 phút, tiếng Anh 60 phút, toán 90 phút. Và đây là đề thi chung với đề thi đại trà của toàn tỉnh, do đó thí sinh sẽ dự thi cái bài thi này. Tiếp đến buổi chiều ngày mùng 3 tháng 6 và cả ngày mùng 4 tháng 6 là cái bài thi môn chuyên, trong đó cái buổi chiều thi chuyên đầu tiên là môn sinh chuyên lý chuyên tiếng Anh. Đấy, thời gian làm bài là 150 phút, hình thức thi tự luận. Và các câu hỏi và giới hạn đề thi nằm trong cái giới hạn hướng dẫn thi nhiệm vụ năm học năm 2023 và 24 2025 có sẵn rồi. À xin lỗi, không phải, xin đính chính lại, không phải nhiệm vụ năm học, hướng dẫn tuyển sinh năm 2024 2025 đã có. Rồi buổi ngày mùng 4 tháng 6 là cái nội dung buổi sáng thi toán, buổi chiều thi ngữ văn môn chuyên, toán chuyên và văn chuyên, buổi chiều thi hóa chuyên, sử chuyên, địa chuyên và tin chuyên. Các bạn lưu ý thi tin chuyên là ta thi hình thức thi viết trên giấy. Đấy nhá. Ở đây thì và thời gian làm bài là 150 phút. Với cái nội dung như trên thì ta nhận thấy một thí sinh muốn đăng ký thi vào hai chuyên thì các bạn phải chọn cái môn chuyên để nó lệch ca thi. Ví dụ các em không thể đăng ký nguyện vọng 1 vào chuyên sinh, nguyện vọng 2 vào chuyên lý được, bởi vì hai cái môn thi này thi chung cùng một ngày, cùng một buổi.
Do đó, các bạn thi chuyên sinh thì các em có thể đăng ký nguyện vọng sang thi chuyên toán, chuyên văn, chuyên hóa hay chuyên tin hoặc chuyên địa. Đấy. Tương tự như vậy, các bạn đã đăng ký thi vào lớp chuyên toán, thi vào sáng ngày mùng 4 tháng 6 thì các bạn cũng không thể đăng ký thi vào chuyên văn. Đấy. Và các bạn hoàn toàn có thể đăng ký vừa thi đăng ký chuyên toán vừa đăng ký chuyên tin vào ngày thi sáng và thi chiều. Đấy. Bên cạnh đấy thì các bạn thi chuyên Anh thì hoàn toàn có thể đăng ký thêm thi vào chuyên văn vì các ngày thi này khác nhau. Vậy thì lưu ý các thí sinh và các bậc phụ huynh chọn môn thi chuyên cho các em, môn chuyên 2 và môn chuyên 1 phải nhớ lệch ngày thi nhé. Mọi thông tin chính thức của nhà trường được công bố ở trên trang chuyenlienbai.edu.vn và fanpage là trên Facebook của nhà trường, hoặc số điện thoại là 02163852131 là số và số điện thoại văn thư của nhà trường. Trên đây là lịch thi của vào trường chuyên và thông tin tuyển sinh thi trường chuyên. Thầy chúc cho các bạn học sinh bình tĩnh, tự tin, ôn tập thật tốt và quyết tâm đăng ký thi và đỗ vào trường chuyên nhé. Sau đây thầy giới thiệu một số các hình ảnh thông qua tới về trường chuyên để các bạn có thông tin này, phong cảnh trường chuyên một chút để các bạn quan sát về trường chuyên. Đây là trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành mới được chụp cách đây khoảng tầm 2 tuần. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thì là một đơn vị như các bạn thấy là có cái cơ sở vật chất rất khang trang và đẹp. Thầy nghĩ các bạn mà thi đỗ vào đây học cực sướng, bởi vì đây là một cái môi trường học tập chuyên nghiệp. Các bạn quan sát đây là ở nhà trường, đây là khu sân trường của sân chính trước nhà hiệu bộ. Đây khu nhà đầu tiên là nhà hiệu bộ. Thầy hy vọng là hôm các bạn thi vào trường chuyên các em nhớ chụp ảnh check-in ở đây nhé. Còn bên tay phải là nhà đa năng, nơi các hoạt động tập thể của nhà trường. Ở phía bên tay phải này là tòa nhà ở bậc trung học cơ sở. Ở phía đường sau này thì là tòa nhà là ký túc xá của nhà trường, nên các em học sinh ở huyện hoàn toàn yên tâm khi các em thi vào trường chuyên. Các em đỗ vào trường chuyên thì các em có ký túc xá ở, với chi phí ở ăn uống thì có nhà hệ thống nhà ăn, có chi phí ở rất tiết kiệm, và đặc biệt là nhà trường có chính sách hỗ trợ các bạn học sinh khó khăn. Ở phía phía bên xa xa này là có sân cỏ nhân tạo, lại có sân bóng rổ. Ở phía đằng sau nữa có chỗ xanh xanh này là có bể bơi. Khu tòa nhà lớp học thì ta có 2 khu tòa nhà lớp học, khu nhà 4 tầng, à 3 tòa nhà, khu nhà 2 tầng đằng sau và khu nhà 3 tầng ở bên tay phải. Và khu đằng trước là khu hiệu bộ. Và như vậy thì các bạn nhìn thấy đây là khuôn viên toàn cảnh của nhà trường. Một số các hình ảnh ở các góc nhìn khác ở trường chuyên, đây là khu nhà đa năng, nơi hoạt động tập thể của nhà trường. Với cái hình ảnh về trường chuyên và thầy, và đây là mà cổng của trường chuyên, và hy vọng là cả tương lai của các bạn trong 3 năm tới ngày nào cũng bước qua cổng trường chuyên ở đây. Rồi, trên đây thì thầy đã giới thiệu một số các cái hình ảnh về trường chuyên, và các bạn học sinh hãy cố gắng phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm hết mình, tập trung hết mình. Đây là khu nhà lớp học 4 tầng. Khu nhà lớp học đầy đủ tiện nghi, hệ thống máy chiếu, bảng tương tác, bảng thông minh, khuôn viên xanh sạch đẹp, có hệ thống nước uống, nước mát, cây nước mát ở đầu các hành lang. Một số hình ảnh về cái khuôn viên của nhà trường, đây khu nhà hiệu bộ. Một số hình ảnh khác, đây là một số các hoạt động hôm chào cờ, thì thấy có hoa đẹp quá. Đây là trường, và hy vọng rằng cái ngôi trường này sẽ là nơi các bạn sẽ gắn kết, là cái nơi mình gửi gắm tương lai, là nơi để mình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành đạt. Đây là hôm thực hiện một cái hoạt động ngoài giờ nhà trường. Ở đây các bạn học sinh để ở phía sau. Lưu ý là tất cả các lớp học ở trường chuyên đều có điều hòa nhiệt độ mát rượi. Tất nhiên ta phải vừa sử dụng điện thoại, điều hòa một cách tiết kiệm điện, nhưng điều hòa rất mát, có hai cái điều hòa 18.000 cực mát. Đây các bạn học sinh, các anh chị, các lớp chuyên trong giờ ra chơi.
Còn đây là hành lang ở trường chuyên, thầy tin chắc rằng đây là cái nơi gắn bó kỷ niệm với các bạn học sinh khi các em thi đỗ vào chuyên. Các bạn sẽ tha hồ check-in, học tập và có bao nhiêu kỷ niệm gắn tuổi thơ của mình ở đây. Và hy vọng là với cái hình ảnh như thế này, thầy tin chắc các em đã có thêm được cái động lực để thi vào chuyên. Rồi, như vậy thì một lần nữa thầy cho mình cùng tin rằng các bạn sẽ quyết tâm phấn đấu học luyện tập trong vòng 34 ngày nữa và thể hiện tốt năng lực của mình trong bài thi vừa vào trường thi chuyên. Và đặc biệt các bạn nào mà chưa có nguyện vọng, chưa có ý tưởng, chưa có nguyện vọng hoặc là đang còn phân vân thì hãy quyết tâm thi vào trường chuyên nhé. Bởi vì đây là cái cơ hội rất lớn để các em đỗ vào trường chuyên. Trên đây là cái thông tin tổng hợp từ cái thông tin của nhà trường về hình thức về tuyển sinh chuyên tin và tuyển sinh các cái khối chuyên khác. Đặc biệt các bạn nào có đam mê bộ môn tin học thì các bạn nhớ đăng ký tuyển sinh vào lớp chuyên tin nhé. Và là khi đăng ký nội dung chuyên 1 và chuyên 2, các bạn nhớ chọn môn chuyên nó lệch ra để lệch ngày thi nhé. Rồi, trên đây là thầy đã chia sẻ nhanh về cái thông tin tuyển sinh. Ngoài ra các cái thông tin chi tiết mẫu đơn thi, cái đơn là mẫu đơn để xét tuyển và làm hồ sơ thi vào trường chuyên thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn trong cái công văn thầy vừa trình chiếu, và các bạn xem các cái thông tin khác ở trang trên chuyenlenbai.edu.vn. đây là trang website của nhà trường, và để các bạn tải các mẫu đơn để thực hiện in ra và điền vào, hoặc là điền vào form trực tuyến, hoặc là ta đến làm hồ sơ trực tiếp. Ta có rất nhiều hình thức để đăng ký, và với mong muốn của nhà là các em thi đỗ vào trường chuyên và làm hồ sơ một cách đơn giản, thuận tiện nhất. Và rồi trên đây là thông tin tuyển sinh của nhà trường. Chúc các bạn thi đỗ vào trường chuyên trong năm học 2024, năm học 2025. Rồi, như vậy chúng ta đã tìm hiểu nhanh về thông tin về tuyển sinh trường chuyên, và chúc các bạn thành công. Xin chào.